Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội là công cụ giúp cho chúng ta tiếp cận nhiều hơn với các nguồn thông tin. Bên cạnh những thông tin chính thống có ích, Thời gian gần đây, dư luận bày tỏ lo ngại khi xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin giả ăn theo những sự vụ nghiêm trọng. Gần đây là vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên xe của trường Gateway. Ngay lập tức xuất hiện hàng loạt tin đồn thất thiệt. Và trước đó, vụ án cô gái ở Điện Biên bị sát hại khi đi giao gà vào chiều 30 Tết cũng được theo dệt nhiều câu chuyện ly kỳ để thu hút sự chú ý của dư luận. Điều này không chỉ tạo cảm giác hoang mang mà còn cản trở công tác điều tra phá án của cơ quan công an Ai là người tạo ra những tin giả này và vì sao dư luận lại dễ dàng tin vào tin giả đến như vậy Trong tiểu mục chuyện tối nay ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ Nguyễn Phan Anh là chuyên gia truyền thông Để cùng tìm hiểu rõ hơn vâng. về vấn đề này Và vâng. trước tiên thì xin được cảm ơn anh Phan Anh đã nhận lời tham gia chương trình chạm buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi Vâng ạ vâng thưa anh phan anh à, quay trở lại một chút với hai ví dụ mà chúng tôi vừa đề cập đến vâng. thì à, anh có đánh giá như thế nào về cái mức độ nguy hiểm của việc à, lan truyền những cái thông tin giả trên mạng vâng. và theo anh tại sao lại ngày càng có nhiều những thông tin giả tràn lan như vậy ạ vâng à, xin chào tất cả quý vị khán giả À, thì về cái mức độ nguy hiểm của những cái nạn tin giả này thì à, chúng ta có thể chia nó ra thành một số những cái tiêu chí thứ nhất là nó có thể gây ra cái thiệt hại về mặt tài chính à, nếu mà những cái tin giả nó liên quan đến cái vấn đề về à, kinh tế hoặc là về tài chính hoặc là chứng khoán cổ phiếu vân vân thứ hai là những cái tin giả mà nó liên quan trực tiếp đến à, những cái vấn đề về đời sống xã hội nó cũng gây ra cái sự hoang mang và nó tạo ra rất nhiều những cái thông tin mà không đúng không chính xác và khiến cho những người mà cập nhật những cái thông tin này và không biết đâu là tin thật và đâu là tin giả để người ta có thể có những cái quyết định người ta đưa ra và hoặc là người ta có những ý kiến chuyên môn về những cái lĩnh vực đó. À, ngoài ra thì những cái vấn nạn tin giả này nó không chỉ có là ở Việt Nam và nó là có cái sự phát triển ở khắp mọi nơi trên thế giới nhờ cái sự phát triển của mạng xã hội cũng như là của internet. À, về cái câu hỏi số 2 mà MC có đề cập đến đấy là tại sao lại có những cái nguồn tin giả như thế này và và tại sao nó phát triển mạnh như vậy đúng không ạ? Thế thì trước hết là chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay thì cái sự phát triển của internet gần như là 3 g 4 g hay wi-fi nó rất là sẵn có. Thứ hai nữa là cái smartphone của chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng quay phim chụp ảnh và các cái phần mềm biên tập chỉnh sửa ảnh, biên tập chỉnh sửa video. À, chúng ta đừng nghĩ rằng là tin giả có nghĩa là tin không không chính xác hay là tin uh, phải như là hoàn toàn là sai lầm. À, ở đây có thể chỉ đơn giản là họ thay đổi một cái bức hình hoặc là họ thay đổi một thông điệp nào đó trong một cái đoạn văn hay là trong một cái đoạn văn bản là đã có thể tạo ra được cái tin giả, cái tin không chính xác rồi. Đó. Thế thì ngoài ra thì cái sự phát triển rất mạnh mẽ của mạng xã hội điển hình như là Facebook hoặc là Twitter hoặc là YouTube hoặc là tại Việt Nam thì có những cái mạng xã hội riêng như là Zalo vân vân, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết là trên thế giới hiện nay là có khoảng 2,6 tỷ tài khoản Facebook và tại Việt Nam cũng có khoảng sấp xỉ 70 triệu tài khoản Facebook đang hoạt động và cái thời gian mà cái người việt nam chúng ta sử dụng facebook hiện nay là khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ một ngày như vậy cái thời gian như vậy rất là nhiều và đó chính là những công cụ cũng như là những cái môi trường rất là tốt để cho cái nạn tin giả nó lan truyền rất mạnh mẽ à, chưa kể đến là một cái số lượng những cái người tham gia vào cái việc là biên tập sản xuất và tạo những cái nội dung này vì những cái mục đích khác nhau để mà sinh lời để mà kiếm được những cái lợi ích cho họ thì cũng rất là đông đảo đó, đấy là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là ngày nay à, chúng ta đối mặt với cái vấn đề tin giả mà từ năm 2017 trở đi thì những cái hãng lớn như là Facebook và Google hiện nay là đều đang bị đối mặt với những vấn đề này và thậm chí các quốc gia cũng đặt ra những câu chuyện như vậy. Vâng, vậy theo anh thì ai là người phát tán những cái thông tin giả này và mục đích chính của họ là gì ạ? Dạ vâng, à, thực ra thì ai là người phát tán thì chúng ta thấy rằng trên mạng thì chính là chúng ta, chính chúng ta là những người phát tán và những người này mục đích của họ là gì? Có đúng không ạ? Mục đích của họ ở đây thì có rất nhiều các mục đích chúng ta có thể chia nó thành khách quan hoặc là chủ quan. À, khách quan thì ví dụ như là đơn giản có thể họ đơn giản là họ mong muốn là kiếm được tiền. À, họ cũng có thể là chia sẻ câu chuyện để cho nó vui à, hoặc là họ cũng muốn mình trở nên nổi tiếng, à, muốn kiếm được cái các lượt view. Nhưng mà về mặt bản chất sâu xa của nó thì đều là mong muốn kiếm tiền sự nổi tiếng cũng là để kiếm tiền lượt truy cập vào website cũng là để kiếm tiền à, cái này nó là một cái mặt trái của cái công nghệ mà hiện nay như facebook và google hoặc là những cái nền tảng khác người ta cho phép đó là khi mà bạn có truy cập vào website của bạn thì cái trang web của bạn có quảng cáo và sẽ được trả tiền à, giống như là trên website trên hệ thống grn hoặc là trên youtube mà chúng ta thấy là cũng có rất nhiều các cái video tin giả khi có lượt xem trên trên youtube đúng không ạ thì à, youtube sẽ có thể trả tiền cho bạn cái tiền quảng cáo hiển thị trên cái video như vậy và những người mà trực tiếp sản xuất ra những cái tin này dạng bài viết dạng hình ảnh hoặc dạng video à, có thể là fake hoàn toàn hoặc cũng có thể là một phần một phần nhỏ trong cái nội dung như vậy thì đều mong muốn là để kiếm được tiền đấy là bản chất sâu xa của những người này thế thì ai là những người mà trực tiếp tham gia vào hoạt động này thì đó là những người mà sản xuất và cái số lượng này thì bây giờ chúng ta cũng không thể chỉ mà đặt tên được nhưng mà cũng rất là lớn vâng có một uh, sự thật dễ dàng nhận thấy đó chính là người dùng hiện nay đang bị mạng xã hội rắt mũi uh, có rất nhiều người có thể dễ dàng chia sẻ những thông tin giả mà không cần phải kiểm chứng và thậm chí là họ còn uh, không đọc hết nội dung vâng. nữa vậy thì theo anh tại sao mọi người lại dễ dàng tin như vậy ạ vâng đúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và bản thân tôi cũng có những cái tranh luận về cái chuyện này khi mà tôi ở cơ quan hoặc là ở nhà đúng không ạ thì hiện nay tôi thấy rằng thứ nhất là mọi người rất là dễ chia sẻ đó là thứ nhất là do yếu tố về công nghệ À cái nút share tức là cái nút chia sẻ trên Facebook hoặc là trên Twitter một cái đường link nó quá là đơn giản. Và mọi người hiện nay là dạ không có rất nhiều người không có cái cái suy nghĩ về việc là tôi sẽ phải kiểm chứng cái thông tin đó. Cái thông tin này liệu có đúng hay không trước khi tôi bấm nút share. Mà những người có trách nhiệm người ta thường nói rằng là bạn hãy bấm nút share có trách nhiệm đúng không ạ thì đây nó dựa trên một cái là uh, muốn mong muốn là thể hiện được cái sự quan tâm của mình đối với sự việc của cộng đồng và thứ hai nữa là người ta cũng mong muốn là người ta có cái sự đóng góp đối với cộng đồng và thứ ba nữa đấy là cái bản chất như tôi nói là người ta muốn là có được cái sức mạnh ẩn chứa bên trong người ta khi mà người ta lên trên mạng xã hội người ta mong muốn là người ta sẽ được thừa nhận người ta sẽ được đóng góp cho xã hội hoặc là người ta góp một cái tiếng nói vào uh, trong cái quá trình mà đưa phát tán cái thông tin đó Đôi khi là có những cái bài viết người ta kêu gọi sẵn cái lời chia sẻ. Là bạn hãy chia sẻ để bạn thể hiện rằng là bạn đang đóng góp cho xã hội. Hoặc là rất nhiều người là cũng thật sự là vô trách nhiệm, tức là họ không đọc, thậm chí không đọc hoặc là đọc rất ít, đọc không hiểu được bản chất nội dung và sau đó họ bấm nút share luôn. Giống như là đấy là giống như là tôi tôi online ở trên mạng xã hội thì tôi phải làm như vậy. Và họ không hề có những cái kiến thức cơ bản hoặc là có những cái ý thức để mà Uh, giữ gìn cho cái nội dung mà họ đăng lên trên các cái trang cá nhân của họ có một cái chất lượng hoặc là có một cái sự gọi tôi gọi là cái sự sạch sẽ nhất định để thể hiện là họ là người có quan điểm thì đây là một cái nhóm một cái nhóm người cũng khá là lớn nhưng không phải là tất cả nhưng mà những người có trách nhiệm và những người có ý thức thì người ta sẽ không làm như vậy và lý do vì sao nữa thì tôi cũng có thể giải thích đấy là à, cái do cái à, pháp lý và chúng ta chưa có những cái pháp lý mà khiến cho những người chia sẻ những cái thông tin này mà người ta phải chịu trách nhiệm về cái cái lời nói của mình bởi vì thực ra họ không sản xuất ra tin này thì họ chỉ việc chia sẻ thôi họ cảm thấy là mình vô can không có vấn đề gì cả và thứ hai nữa là cũng không có những cái bộ tiêu chuẩn để giúp họ là như thế nào thì nên chia sẻ và như thế nào thì không nên chia sẻ chia sẻ dưới dạng là bấm nút share hay chia sẻ dưới dạng là tôi copy lại câu chuyện à, hay là tôi phải biên tập lại cái câu chuyện đấy và tôi phải dùng cái hiểu biết của tôi để tôi đánh giá về vụ việc tôi đánh giá về những thông tin như này qua những cái vụ việc mà như là vụ việc của trường gateway hay là chuyện nữ sinh giao gà hay rất rất nhiều các câu chuyện khác tôi thấy là à, bản thân tôi cũng có rất nhiều những cái tranh luận rất nhiều những cái suy nghĩ là trên mạng có quá nhiều thông tin như vậy thì tôi không biết tin vào thông tin nào và cái cách mà tôi bảo vệ đó là tôi đọc nó và tôi không làm gì cả để tôi sẽ xem cái nguồn tin là từ đài truyền hình hay là từ cơ quan báo chí hoặc là từ những cái đơn vị mà uy tín họ phát hành những cái thông tin này thì tôi sẽ lấy đó làm căn cứ tất nhiên cũng có thể là những cái thông tin chính thống như vậy nó sẽ không được gọi là đầy đủ nhưng ít nhất tôi còn có cái sự căn cứ còn tôi sẽ không chia sẻ theo cách là một cách bừa bãi đó thì tôi nghĩ đó là một số lý do mà khiến cho cái nạn tin giả nó chia sẻ rất khủng khiếp như vậy vâng như vậy là chúng ta phải chia sẻ một cách có trách nhiệm được không ạ đúng rồi xin được cảm ơn những chia sẻ thực sự là phải nói là rất là cụ thể và rất là thiết thực của trương giang nguyễn phan anh trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và thưa quý vị khán giả câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại